Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có hàng loạt chung cư mọc lên như nấm trên nhiều tuyến phố Hà Nội, mà hiện nay tình trạng những phố nhỏ, ngõ nhỏ ở Hà Nội đang phải gồng mình gánh hàng nghìn căn hộ ở các chung cư cao tầng nối đuôi nhau mọc thêm ngày càng phổ biến, gây áp lực không nhỏ về hạ tầng, giao thông và sinh hoạt của người dân. Chưa có chung cư mọc lên, tuyến phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã rất chật hẹp. Lòng đường chỉ rộng khoảng hơn 3 mét và thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường. Thế nhưng, tuyến phố nhỏ này đang phải gánh thêm một lượng cư dân khổng lồ của dự án chung cư cao tầng số 283 Khương Trung. Chưa kể, một tòa cao ốc với 250 căn hộ và trung tâm thương mại phía dưới nằm ngay mặt đường đang được cấp tập thi công. Bình thường chưa có chung cư thì đã tắc đường rồi. Đấy, mà bây giờ mọc thêm 3 tòa nữa thì cái lượng người rất là đông. Thì nó sẽ thường xuyên là tắc. Đương nhiên là đông dân về thì các cháu nó sẽ phải chật. Chật chội không có trường, làm sao mà đẻ thêm được trường. Người thì đẻ ra được chứ đất có đẻ được ra đâu. Cũng tại quận Thanh Xuân, con phố chính kinh chỉ rộng chừng hơn 4 mét. Người dân nơi đây đang rất lo ngại khi dự án cao 21 tầng sắp hoàn thành sẽ khiến giao thông phố này càng trở nên mệt mỏi, trong khi các tiện ích khác cho người dân như công viên, sân chơi thì không hề có. Ngày trước từ làng xã bây giờ lên phố phường thì phải có những cái ý để đời sống dân càng ngày càng cao, mà những cái có đâu mà cứ đầu tư trên chung cư để làm gì. Tại các quận nội thành Hà Nội hiện có hàng chục dự án chung cư cao tầng đang xây dựng, đều nằm trên các con ngõ, phố chật chội. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, bức tranh quy hoạch của Hà Nội sẽ ngày càng trở nên rối rắm hơn nếu cứ tiếp tục có thêm nhiều chung cư được phép chui vào các ngõ nhỏ, phố nhỏ như hiện nay. Kèm theo đó là nhiều hệ lụy khác về hạ tầng sẽ phải đối mặt. Chúng ta chưa cân đối được với vấn đề hạ tầng, vấn đề môi trường, vấn đề việc làm, vấn đề giao thông, tất cả những cái đó chúng ta không cân nhắc thì nó sẽ rơi vào tình trạng quá tải hạ tầng mà mang tính đa chiều như vậy. Thì tôi cho rằng cái điều đó là chúng ta phải tự kiểm điểm lại, những người quản lý đô thị phải tự kiểm điểm lại và thấy rằng chúng ta cần rút ra điều gì để trong cái quá trình quy hoạch tiếp theo chúng ta có lời giải. Bởi vì nếu không thì tất chúng ta lại tiếp tục ách tắc, lại tiếp tục nghẽn đường, lại tiếp tục gây bụi cho đô thị, lại tiếp tục mà không đảm bảo điều kiện sống cho những cư dân. Tình trạng tràn lan cấp phép cho các chung cư mọc lên cũng đặt ra những nghi ngại về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch thủ đô. Trong đó, nổi cộm là sự thiếu tính toán trong quy hoạch, duyệt dự án một cách bừa bãi, tùy tiện. Nhà đầu tư thì người ta cứ có tiền thì người ta làm, và người ta có lợi nhuận. Nhưng mà người ta bảo người ta có một cái thành tích là người ta đưa ra thị trường được rất nhiều căn hộ để mọi người cùng mua. Đấy là thành tích, nhưng mà thành tích đấy có đáng với cái việc là sẽ ở đấy cả cuộc đời mình, sẽ gắn bó với cả cái môi trường, với đô thị hết sức là khó khăn và hết sức là không bền vững. Và cái đấy mới là cái mà chúng ta phải trả giá từng ngày một. Thì tôi nghĩ đây là trách nhiệm của các cấp quản lý nhà nước, từ trung ương cho xuống địa phương. Ùn tắc, dân số tăng, quá tải hạ tầng, thiếu trường học, nhà trẻ, bệnh viện là những hệ lụy nhìn thấy rõ của việc chất tải chung cư tràn lan như hiện nay. Sức ép quản lý chắc chắn cũng sẽ đè nặng hơn lên vai nhà nước, trong khi lợi nhuận thì chỉ có doanh nghiệp được hưởng. Chắc chắn Hà Nội cần một tầm nhìn dài hơn về quy hoạch để tránh những hệ quả nặng nề cho một thủ đô đáng sống của cả nước. Kho vật tư của công ty lâm nghiệp một thành viên Tam Hiệp huyện Di Linh và Kiểm Lâm huyện Đạ Oai có hàng trăm phương tiện bị thu giữ vì vi phạm vận chuyển lâm sản trái phép. Ban quản lý các đơn vị cho biết hầu hết các phương tiện xe máy tự chế, các đối tượng dùng để vận chuyển lâm sản trái phép vào ban đêm.